chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả đến cùng Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022 cùng với Thay Lê Diệp và anh Dũng. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và xin cầu chúc quý khán giả một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào Thay Lê. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Hôm nay anh Dũng có gì vui kể cho có một chuyện vui là sáng sớm tôi đi ra, vừa đi ra khỏi cửa nhà thì tôi thấy một trời mưa lâm râm, giống như là mưa nó như hạt bụi vậy đó, nhỏ nhỏ li ti. Nó hơi hơi thôi, mình cứ cảm thấy là nó mát mát cái mặt chứ không hẳn là mưa. Thì thấy nó cũng ngộ ngộ, thì mình hy vọng là thời tiết nó sẽ mát mẻ. Nhưng mà theo dự báo thì có lẽ là trưa nay thì nó lại nóng lại. Nhưng ngày hôm qua nó buổi chiều rất là nóng. Chắc anh Dũng anh bị confused với lại nước sprinkler. Đâu ra mà mưa ngày hôm nay. Có, nó rất là nhẹ. Hay là ở tại Westminster không có. Hay là tại vì... À chắc hồi sáng này bạn đội nón. Không, hay là tại tôi nghĩ là tại bạn đội nón phải không? Westminster nó không sang trọng bằng, cho nên nó hạn hán nó lâu hơn. về cái thời tiết nóng, thưa quý vị, một cái bản tin liên quan đến một thần tượng âm nhạc mà có lẽ là nhiều thế hệ người Việt của chúng ta đều biết, đó là ông Carlos Santana, đó là cái người đánh chính và hát giọng hát chính của ban nhạc Santana trước đây. Ông ngày hôm qua thì trong một cái buổi trình diễn thì ông đã vì nóng quá mà phải đột quỵ, nhưng mà sau đó được vào bệnh viện thì cũng đã được ổn rồi. Lát trong bản tin chúng tôi sẽ có bản tin này để gửi đến cùng quý vị. Vâng, mời Dũng với bản tin đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản tin thì trước hết chúng tôi mời quý vị theo dõi những cái bản tin liên quan đến vấn đề hiện trong thời gian vừa qua đó. Thì người thấy những cái thông điệp bạo lực đã được gửi và nhắn đến cho một số các cái thành viên trong Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng của Hạ viện trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là chẳng hạn như chúng ta cũng đã nghe ông Adam Kinzinger cũng đã tuyên bố trong những ngày trước đó là ông đã từng bị những cái lời nhắn, thậm chí người ta còn để voicemail với những cái lời nhắn thô tục hoặc hăm dọa, đe dọa đến tính mạng không những cá nhân ông ấy mà còn đến với cả gia đình. Thì trong cái phần ngày hôm qua đó, những cái thành viên ở trong ủy ban này đã lên tiếng và nói rằng chúng ta là một quốc gia đông dân, nó được trang bị vũ khí mạnh với một tỷ lệ nhỏ, chỉ có một tỷ lệ nhỏ những người suy nghĩ theo những cách rất là bạo lực. Dĩ nhiên rồi, sẽ có người bị thương, sẽ có người bị giết vì những cái bạo lực súng đạn này. Người Mỹ cần phải suy nghĩ trở lại, nghĩ về nghĩa vụ của mình với tư cách là công dân của một quốc gia có nền dân chủ lớn nhất trên thế giới. Thứ rác rưởi còn sót lại trên những cái voicemail đã được nhắn vào của dân biểu Adam Kinzinger là một sự phản bội hoàn toàn đối với các thế hệ của những người đã bỏ mình chiến đấu, hy sinh vì sự công bằng, sự hiểu biết và sự trân trọng đối với cái tình đồng bào. Nếu không có tất cả những điều này thì nền dân chủ của chúng ta nó sẽ chấm dứt. Đó là những cái lời phản ứng một cách mạnh mẽ của các thành viên trong ủy ban này trước những cái vấn đề mà những cái lời hăm dọa được email, được tin nhắn hoặc là được thậm chí để thâu vào cái voicemail ở trong điện thoại của các thành viên trong ủy ban này. Thì người ta cũng mong rằng, người ta muốn rằng Bộ Tư pháp sẽ có những cái hành động mạnh mẽ hơn đối với cái sự hăm dọa này. Anh biết là thì những hăm đó thì hâm cũng nhiều người họ sẽ dùng những cái thiết bị để mà trá cái giọng của mình, để đổi đi phải không, để đổi cái giọng rất đi là khó truy tập. Và cũng như rằng là họ hâm dọa nhưng mà họ đâu có nói chính thức là họ tên tuổi họ là ai đâu. Nếu mà ngon đó thì để lại tên tuổi đi. Ví dụ như là những người mà đã đột nhập vô trong tòa nhà Capitol Hill vào ngày 6 tháng Giêng đó, họ nghĩ rằng cái thời điểm đó sẽ không ai làm gì họ. Cho đến khi mà những nhân vật tiêu biểu như là ông thầy cúng Sherman Jenkins bị bắt ngồi tù mấy năm rồi, sau đó thì mới gọi là mới tởn. Có tởn không? Tởn chứ. Lúc ông ngồi tù đó thì ông đã từng kêu gào nói rằng là tại sao mà Tổng thống Donald Trump không có ân xá cho ông trước khi mà hết cái sự việc nó diễn ra.
Và thưa quý vị, sang qua những thông tin liên quan đến vấn đề phá thai, thì cũng trong thứ ba tuần này, Bộ trưởng Y tế Nhân dụng của Hoa Kỳ, ông Javier Becerra, đã có mặt tại tiểu bang Connecticut tham dự một hội nghị bàn tròn để mà nói về sự quan trọng của cái quyền được phá thai, được truy cập những dịch vụ y tế phá thai của phụ nữ. Javier Becerra tới tiểu bang Connecticut để mà nhấn mạnh cái sự khác biệt là Connecticut là một trong những tiểu bang còn lại mà vẫn cho phép phụ nữ có cái sự tự do chọn lựa là mình có giữ cái bào thai hay là không vì bất cứ những lý do gì. Nhưng quý vị cũng biết, sau khi mà án lệ Roe v. Wade được đảo ngược thì trong 50 tiểu bang chúng ta có nhiều những cái bộ luật khác nhau, không có những luật nào mà gọi là đồng nhất nữa. Có những tiểu bang thì vẫn cho phụ nữ cái sự tự do chọn lựa, ví dụ như là Connecticut hay là California. Có những tiểu bang khác thì sẽ giới hạn rằng là cái người phụ nữ không được phá thai trừ khi có một số những trường hợp nhỏ, ví dụ như là vấn đề cưỡng hiếp hay là khi mà tính mạng của người mẹ bị đe dọa. Và có một số tiểu bang thì chỉ dựa theo cái thời gian ấn định là sau 10 tuần hay 15 tuần thì không được phá thai nữa. Thì ông Javier Becerra sẽ có một cái chuyến mà gọi là đi quảng bá ở những nơi mà vẫn còn cho phụ nữ phá thai. Trở lại với cái vụ hiện cầu thủ bóng rổ của NBA hiện nay bị giam giữ ở Nga, thưa quý vị, thì trong những ngày vừa qua, ngày hôm qua, thì chúng ta cũng biết là đại diện của nữ lực sĩ này đã chuyển một lá thư đến tòa Bạch Ốc, trong đó thì cô kêu gọi là đừng bỏ quên, đừng bỏ rơi mình, với những cái và kêu gọi là tòa Bạch Ốc cũng như là chính quyền tổng thống Joe Biden nên nỗ lực hơn để cứu cô ra khỏi nước Nga. Trong ngày hôm qua thì ngay lập tức tòa Bạch Ốc cũng đã đưa lên những cái sự xác định của mình là sẽ vận động mọi cách thức để có thể sớm đưa cô trở về. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cũng đã đưa lên những cái lời công bố của mình trong ngày hôm qua. Ông nói rằng khi nói đến sự gắn bó của chúng tôi cùng với gia đình thì chúng tôi thường xuyên tham gia với họ. Chúng tôi đưa ra những lời khuyên, chúng tôi chuyển những cái lời đề nghị. Tuy nhiên, chúng tôi không truyền đạt bất kỳ một chỉ thị nào. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao để tạo một sự điều kiện dễ dàng nhất để làm việc với các gia đình. Để đạt được điều đó thì chúng tôi đã làm mọi cách để đưa người thân của họ vào những vị trí thuận lợi nhất để có thể được mau chóng được phóng thích. Thì đó là những cái lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao xác nhận cùng với công luận là họ sẽ dùng tất cả mọi nỗ lực của mình, kể cả thư ký báo chí của tòa Bạch Ốc cũng đã xác định trong ngày hôm qua là Tổng thống Joe Biden cũng như là chính quyền của ông ấy sẽ dùng tất cả mọi nỗ lực để vận động ở phía Nga. Thưa quý vị, cơ quan FDA đã tạm thời đình chỉ quyết định của mình bắt buộc là công ty Juul phải rút tất cả các sản phẩm của công ty này ra khỏi các thị trường ở tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị còn nhớ là vài tuần trước, cơ quan FDA đã đưa ra một quyết định là cấm những sản phẩm thuốc lá điện tử của công ty Juul được bày bán ở trên thị trường Hoa Kỳ vì vấn đề sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sau khi mà công ty Juul đệ đơn kiện quyết định này lên tòa án liên bang, thì trong ngày hôm nay, FDA cho biết rằng là vì cái vấn đề kiện tụng đó và cũng như là một số các yêu cầu liên quan đến việc mà gọi là phải tái kiểm duyệt quyết định của FDA, FDA sẽ tạm thời ngưng lệnh bắt công ty này phải rút sản phẩm của họ ra khỏi thị trường trong một thời gian ngắn hạn, sau khi một cái thời gian mà gọi là scientific review để mà kiểm duyệt lại, thì có thể lúc đó FDA vẫn tiến hành với việc cấm sản phẩm của Juul hay là các sản phẩm điện tử mà người giới trẻ có thể hút vào có cái vị ngọt hay là vị bạc hà đó, có thể là sẽ vẫn tiếp tục được cấm. Vâng, thưa quý vị, trong cái bản tin kế tiếp theo là một số các cái chi tiết mới đến cái vụ xả súng ở tại Highland Park, Illinois vào ngày 4 tháng 7. Là một nạn nhân thứ 7 thì đã chính thức thiệt mạng trong ngày bản tin ngày hôm qua. Chúng tôi cũng đã gửi đến cùng quý vị với sự xác nhận của các giới chức y tế cũng như là thống đốc của tiểu bang này. Nghi can trong vụ xả súng đã bị cáo buộc về 7 tội danh giết người cấp độ 1. Và nếu như bị khép tội thì Robert Creamer Đệ Tam, 21 tuổi, có thể sẽ phải đối mặt với một bản án chung thân. Nhiều tội danh khác dự trù cũng sẽ được cáo buộc
Cảnh sát cho biết là Kremlin đã sử dụng súng trường có một công suất cao trong vụ tấn công và có thể đã lên kế hoạch cho vụ bắn trong vòng vài tuần lễ trước đó. Đương sự đã bị cảnh sát giam giữ kể từ khi bị bắt vào buổi tối ngày thứ hai. Thậm chí những cái hình ảnh mới được tung lên trên các hãng thông tấn của Hoa Kỳ trong ngày hôm qua, người ta cho thấy đã những cái bức hình chụp được từ các camera an ninh đó, thì nghi can đã trang phục phụ nữ khi mà thực hiện cái vụ tấn công này để mà tránh cái sự lộ diện của mình, che bớt những cái vết xăm ở trên cổ, trên tay. Tuy nhiên sau đó thì cuối ngày thì cũng đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Người ta hiện nay vẫn chưa biết cái động lực chính khiến cho nghi can này hành động như thế là vì đâu. Các nhà điều tra vừa khám phá ra rằng Kremlin đã từng đụng độ với cảnh sát vào hồi tháng 4 năm 2019 và đã từng có ý định tự vận, và trong khi cũng có liên quan đến một vụ tịch thu vũ khí vào tháng 9 cùng năm. Vào lúc đó thì Kremlin nói là anh ta sẽ giết mọi người và anh ta đang sở hữu một bộ sưu tập về dao. Cảnh sát lúc đó đã tịch thu khoảng 16 con dao, một dao găm và một thanh kiếm. Dư luận của tại Chicago cũng như là Illinois cũng như trên toàn quốc trong những ngày vừa qua, người ta đang hướng đến cái sự chú ý tại sao tiểu bang Illinois là một tiểu bang đã áp dụng luật cờ đỏ Red Flag từ rất lâu, từ năm 2013. Và tại sao họ lại không chú ý đến những hành vi của tên Kremlin này. Tuy nhiên phía lực lượng cảnh sát thì nói là tên này đã có nằm trong cái tiền án tiền sự và vẫn tiếp tục, cảnh sát vẫn radar, tức là vẫn theo dõi. Nhưng mà vẫn theo dõi thì tại sao lại để cho hắn ta lọt vào cái việc là có thể thi hành cái điều tàn ác này vào ngày 4 tháng 7. Thì đó là câu hỏi mà hiện nay cả hai bên đang đặt ra một số các nghi vấn. Và thưa quý vị, cái vị Bộ trưởng Tư pháp hay là Tổng trưởng lý của tiểu bang Illinois cũng đã nói thoáng qua một chút xíu về cái luật cờ đỏ mà hiện nay vẫn còn đang hiện hành ở trong tiểu bang Illinois. Ông cho biết rằng là đây là một trong những cái biện pháp mà tiểu bang nên duy trì để mà hạn chế những trường hợp mà hung thủ sử dụng loại súng tấn công hạng nặng để mà tấn công người khác. Trong khi đó, nếu mà thân nhân, bà con hay cũng như là người ở ngoài trong cộng đồng thấy rằng là nhân vật nào đáng nghi cũng có thể sử dụng cái luật cờ đỏ này để mà tước đi các vũ khí của nhân vật đó trong một thời gian cố định, ví dụ như là từ 6 tháng hay đến 1 năm. Thì quý vị đang nhìn thấy đây là hình ảnh của ông gọi là State Attorney General phát biểu nhiều hơn về luật cờ đỏ cũng như là những luật lệ liên quan đến việc hạn chế những loại súng tấn công hạng nặng được bán ra ở trên thị trường trong tiểu bang Illinois. Nhưng mà đây cũng là những lời phát biểu của ông này được đưa ra sau khi sự kiện đó đã rồi. Chứ còn trước lúc đó thì người ta vẫn nghĩ rằng là luật là đầy đủ, cho đến khi nào mà người ta thấy rằng là luật vẫn đầy đủ nhưng những cái sự mà gọi là những sự kiện đáng buồn này vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là tại những tiểu bang có luật lệ kiểm soát súng ống rất là chặt chẽ như là Illinois. Bầu trời ở tại thành phố Sioux Falls, tiểu bang South Dakota trong ngày hôm qua đã trở nên một màu xanh lá cây và làm cho nhiều nhà quan sát khí tượng người ta phải lo ngại, thưa quý vị. Trước khi những trận bão kéo vào khu vực này, quý vị đang nhìn thấy đó, cái màu trời, bầu trời nó có vẻ như xanh lá cây nhiều hơn. Mà may là những cái camera thu hình được nó đã diễn tả đúng cái màu mà các nhà quan sát khí tượng đã cho chúng ta thấy. Những trận bão sau đó đã kéo vào khu vực này và nó quật đổ ngã những cây cối, thậm chí những chiếc xe tải hàng nặng, quý vị thấy đó, cũng lật chổng vọng như vậy. Bên cạnh đó thì hệ thống điện ở tại khu vực thành phố này cũng đã bị gián đoạn trong nhiều tiếng đồng hồ. Các viên chức cho biết là những người dân đã phải được lệnh di tản hoặc là ở trú trong những nơi an toàn để tránh những cành cây đổ, hoặc là thậm chí không nên ra đường vì những cơn lũ lụt. Mà họ nói rằng trong những cái khi mà đang lũ lụt á, nước nó dâng cao mà lại gặp những cái cảnh mà cục điện nó bị ngã xuống thì điện nó sẽ chạy vào trong dòng nước đó và rất là nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ai ở đâu ở yên đó và tìm những cái trú ẩn an toàn nhất trong khu vực này. Theo như AccuWeather
thì cái bầu trời xanh thường thường nó đến trước những cái cơn thiên tai một cách trầm trọng, và nó người ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân nào mà nó tạo ra những cái màu sắc như vậy ở trên bầu trời. Tuy nhiên một số các nhà khoa học thì họ tin tưởng rằng những cái đợt thunderstorm nó thường nó đến thì nó với một cái thường thường nó trong những cái lúc mà bầu trời nó đang nhuộm màu đỏ, đặc biệt là nhất là trong những cái lúc hoàng hôn đó, thì cái mặt trời đỏ nó xuống và những cái ánh ráng chiều nó tạo ra bầu trời màu đỏ, rồi sau đó tạo nên những cái hạt nước li ti có trong không khí, và nó qua những cái khúc xạ ánh sáng thì nó có thể tạo nên cái bầu trời màu xanh giống như chúng ta đang thấy trên màn hình. Thì đó là cái cách giải thích sơ của một số các cái nhà khoa học liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên người ta để ý mỗi lần mà có những cái trận cuồng phong hoặc là những cái trận mưa bão lớn sắp xảy ra thì bầu trời ở khu vực đó thường thường nó trở nên xanh như vậy. Vâng. Và thưa quý vị, kế đến liên quan đến tin tức ở tại Vương quốc Anh, trong ngày hôm qua, hai thành phần nội các chủ chốt của chính phủ Thủ tướng Boris Johnson đã đệ đơn từ chức trong một đả kích đến cái sự lãnh đạo của Thủ tướng Boris Johnson. Người đầu tiên mà từ chức, thưa quý vị, đó là, chúng tôi xin tạm dịch, đó là Bộ trưởng Tài chính của nước Anh, tiếng Anh nó gọi là Chancellor of the Exchequer, ông Rishi Sunak cũng đã viết thư từ chức, nói rằng là ông muốn chính phủ phải có những cái hành động đứng đắn liên quan đến vấn đề xử lý những cáo buộc liên quan đến vấn đề quấy rối tình dục, sách nhiễu tình dục. Và vì vậy cho nên thấy rằng là chính phủ của Boris Johnson không có chu toàn trong việc này, ông muốn từ chức. Người thứ hai, thưa quý vị, Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế, cũng nói rằng là đảng bảo thủ lớn hơn bất cứ một nhân vật nào, và cái lương tri của ông không cho phép ông tiếp tục phục vụ trong nội các của Thủ tướng Johnson. Và trong nhiều ngày tới, người ta cho rằng sẽ có một loạt các thành viên nội các khác nữa để đứng đơn từ chức, liên quan đến cách mà ông Boris Johnson đã coi như là không có nhanh chóng giải quyết một số các vấn đề liên quan đến xâm phạm tình dục từ các đại biểu quốc hội mà nằm trong đảng bảo thủ. Vâng, thưa quý vị, sang qua cuộc chiến ở tại Ukraine thì hiện nay người dân Ukraine vẫn tiếp tục phải chịu đựng về những cái sự ảnh hưởng của cuộc chiến, là vì nó vẫn tiếp tục gia tăng, và đặc biệt ở tại khu vực miền đông Ukraine, khu vực Donbass. Chiến cuộc ở tại khu vực này đã gia tăng một cách mạnh mẽ sau khi Nga tuyên bố là đã kiểm soát được thành phố Lysychansk. Sau hơn 4 tháng giao tranh ác liệt thì phía Nga đã giành được chiến thắng quan trọng, đó là kiểm soát hoàn toàn thành phố Luhansk, một trong hai tỉnh ở trung tâm công nghiệp Donbass, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, để được chiếm được Severodonetsk và Lysychansk, thì đây là những thành trì lớn cuối cùng của quân Ukraine ở tỉnh Luhansk, thì Moscow đã phải trả một cái giá rất là đắt. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là hiện là liệu Nga có thể tập hợp đủ sức mạnh cho một cuộc tấn công mới để có thể hoàn thành mục tiêu ở tại khu vực Donbass này và đạt được những bước tiến ở những khu vực khác ở tại Ukraine hay không. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vào ngày 4 tháng 7 khi chúc mừng chiến thắng cũng đã phải thừa nhận là các quân nhân Nga tham gia vào hành động quân sự đặc biệt ở tại Luhansk cần phải được nghỉ ngơi và cần phục hồi khả năng chiến đấu của họ. Và điều này đã làm dấy lên một cái mối nghi ngờ về việc là liệu các lực lượng của Moscow và các đồng minh ly khai của họ có sẵn sàng nhanh chóng để tiến sâu hơn vào các khu vực như là Donetsk, phần còn lại của miền đông Ukraine hay không. Các nhà quan sát ước tính trong những tuần gần đây thì phía Nga đã kiểm soát khoảng một nửa thành phố Donetsk và các chiến tuyến đã thay đổi rất ít kể từ đó. Tức là họ tiến cũng rất chậm vì cái lực lượng kháng cự của quân đội Ukraine. Sang qua tin tức liên quan đến vấn đề âm nhạc, thưa quý vị, thì nghệ sĩ Carlos Santana trong ngày thứ 3 trong một cái cuộc trình diễn ở tại tiểu bang Michigan đã bị gục ngã và đột quỵ sau khi vì thời tiết quá nóng. Ông này năm nay đã 74 tuổi rồi, nhưng mà đang trình diễn trong một cái tour văn nghệ có tên là Earth, Wind and Fire. Và trong lúc mà trình diễn thì vì cái thời tiết nó quá nóng vào đêm thứ 3 tại tiểu bang Michigan, cho nên là ông đã bị gục ngã trong lúc mà đang trình diễn ở trên sân khấu, khiến cho cái chương trình này cũng như là những cái show trình diễn sắp tới của ông, ví dụ như là vào tháng 12 này ở tại Las Vegas, cũng đã bị hủy bỏ.
khi mà ông phải trải qua những cái phẫu thuật liên quan đến vấn đề tim, tim mạch. Quý vị thấy 74 tuổi rồi mà vẫn còn đi trình diễn ở nhiều thành phố như vậy. Sang qua vấn đề về xăng dầu. À, đây là một cái thống kê mới của công ty bảo hiểm AAA cho biết là tình hình giá cả về xăng dầu có vẻ như đã đứng lại và có giảm được một tí trong những ngày vừa qua, là vì cái nhu cầu nó đã giảm. Theo những cái thống kê của hãng bảo hiểm này cho biết là nó đã giảm khoảng 8 cent vào tuần lễ vừa qua. Tức là hiện nay cái giá trung bình trên toàn quốc của Hoa Kỳ nó khoảng 4 đô la 80 cent cho một gallon. Và đây họ nhấn mạnh đây là cái giá trung bình trên toàn quốc. Các nhà phân tích thì cho rằng cái sự mà giảm giá này là vì là các cái nhu cầu sử dụng xăng dầu trong tuần trước đó, nó đã giảm xuống một chút đỉnh. Và tuy nhiên cái giá cả này nó sẽ còn rất nhiều biến động. Công ty này họ cũng xác nhận như vậy. Nhất là cái tháng 7 này là cái tháng mà thường thường người ta ghi nhận người dân Hoa Kỳ có những cái di chuyển rất là lớn, vì nó là cái tháng một cao điểm của mùa hè. Do đó mà giá cả nó sẽ còn biến động không ngừng. Đặc biệt cái giá hiện nay trên toàn quốc Hoa Kỳ thì người ta ghi nhận nó mức cao nhất ở tại các tiểu bang như là California, Oregon và Arizona, là những nơi có mức giá cao. Ở tại California thì quý vị cũng đã biết rồi, cái giá xăng nhiều khi nó lên đến gần 7 đồng và nó có xê dịch một chút xíu, 7-8 cent cho một gallon đó, thì có vẻ như nó không có tạo được cái sự chú ý lớn lắm đối với những người tiêu dùng ở tại California. Là vì dù sao đi chăng nữa thì người ta cũng đã hầu như đã quen với cái giá cao này rồi, có giảm một chút thì nó cũng chẳng ảnh hưởng. Đổ khoảng 20 gallon cho một chiếc xe lớn đó, thì nó cũng chỉ giảm được khoảng chừng có đồng mấy, nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng cái nhìn cái mặt bằng chung, nhìn cái giá cao đó, thì ai ai cũng thấy sốt ruột và mong rằng nó sẽ giảm xuống. Mà cái điều này thì chắc chắn là trong tháng 7 nó sẽ không diễn ra, nhất là tại California. Dạ. Và thưa quý vị, cũng trở lại với tin tức liên quan đến Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson. Thì trong cái cuộc mà gọi là đối đáp hàng tuần của Thủ tướng, thì ông Johnson nói rằng là ông sẽ không từ chức cho đến khi nào mà công việc hoàn tất mà thôi. Và cái sự tập trung của ông hiện nay là vẫn là về nền kinh tế của nước Anh. Trong cái phần mà gọi là đối đáp hàng tuần như vậy, đã có một số các hạ nghị sĩ hay là các đại biểu tại Hạ viện vặn ông Boris Johnson mà hỏi rằng là phải bao nhiêu thành viên nội các từ chức nữa thì ông mới thành lập một chính phủ mới và sẽ nhường quyền lại cho một tân chính phủ. Ông Boris Johnson cho biết là ông sẽ không có bỏ cuộc và ông sẽ tiếp tục tập trung vào công việc để mà điều hành đất nước này. Thưa quý vị, quý vị đang thấy hình ảnh mới nhất của Thủ tướng Boris Johnson sáng ngày thứ Tư theo giờ địa phương. Trở lại với vấn đề DACA, thưa quý vị, đây là một cái chính sách được phát sinh từ dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama 10 năm trước đây. Nó viết tắt của cái chữ Defer Action for Childhood Arrivals Program. Nó giữ cho các cái trẻ em, những người của con cái của những người di dân bất hợp pháp đó, được vào Hoa Kỳ, không có đi kèm cha mẹ đó, thì được lưu trú lại ở tại Hoa Kỳ trong một thời gian. Hiện nay thì một số này đã trở nên thành người lớn và nó lại dấy lên một cái phong trào sau khi mà các cái giới chức của khu vực biên giới người ta đưa ra con số cho thấy rằng có khoảng 611.000 những người được gọi là thế hệ Dreamers, là những trẻ em không đi cùng cha mẹ sinh sống và học tập ở tại Hoa Kỳ hiện nay đã lớn lên. Và nó lại bắt đầu, cái chương trình này có vẻ như sẽ gặp một số các cái trở ngại nguy hiểm khi mà một quan tòa liên bang ở tại New Orleans đã lật cái vụ này lại. Và họ nói rằng chính phủ cần phải có những cái biện pháp một cách rõ ràng hơn đối với cái vụ việc này. Là vì hiện nay cái con số người tiếp tục nhập vào Hoa Kỳ không có cha mẹ đi kèm thì các em vẫn còn tiếp tục ngày càng lớn. Và cái chương trình này đó, trước đây thì nó nhằm là tránh để trục xuất các em trở về quê quán của các em. Tuy nhiên bây giờ nó là đặt một cái vấn đề lớn lên liên quan đến cái vấn đề an ninh ở tại khu vực biên giới. Do đó mà các tòa án liên bang, tiểu bang họ cũng bắt đầu để ý đến cái vấn đề này trở lại và họ lại khơi ra và làm sao để có thể giải quyết được vấn đề này. Những cái cuộc điều trần sẽ diễn ra ở một số các cái tiểu bang cấp thấp
ở tại các tòa án, các tiểu bang cấp thấp này trong những ngày sắp tới để đưa cái vấn đề này ra một lần nữa trước công luận. Chúng ta sẽ chờ xem các cái chi tiết diễn biến liên quan đến vấn đề này. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, 9 ngày lễ độc lập thì một vụ xả súng hàng loạt lại gây ra nhiều sự chết chóc. Tuy là số lượng tử vong của nó không bằng như cái số lượng người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở tại trường tiểu học Rob, thành phố Uvalde, Texas vài tuần trước đây. Tuy nhiên, nó lại làm dấy lên một cái vấn đề khác cũng nghiêm trọng không kém. Là vì sau cái vụ xả súng tại Uvalde thì người ta cũng biết rằng Quốc hội đã thông qua một cái luật cải tổ súng đạn mới và đã được chính thức Tổng thống Joe Biden ký thành luật sau đó. Trong cái luật mới này thì người ta cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề phải làm sao để tăng độ tuổi cho những người thành niên được mua súng lên từ 18 đến 21 tuổi, gia tăng cái phần kiểm soát những người có cái nhân thân không có ổn định, những người trước đây có tiền án, tiền sự để đưa vào cái chương trình gọi là Red Flag, luật cờ đỏ, để có thể báo động ngay cho thân nhân hoặc giới chức chính quyền biết ngay khi những người nằm trong danh sách cờ đỏ này có những hành vi đáng ngờ, và qua đó để làm sao để có thể ngăn chặn được. Trở lại với cái vụ xả súng ở tại Highland Park cuối tuần vừa qua, người ta lại thấy rằng tên Kreme Đệ Tam là một người đã từng có tiền án, tiền sự trước đây và hình như là cũng đã nằm trong danh sách quản lý của cảnh sát ở khu vực này. Thế thì những cái hành động của anh ta tại sao lại lọt qua mạng lưới cảnh sát, mạng lưới an ninh để có thể thực hiện một vụ bắn giết ngay trong một ngày lễ trọng đại của Hoa Kỳ? Đó là một câu hỏi rất lớn. Người ta đang đặt ra là liệu cảnh sát có kiểm soát danh sách này nhưng mà thực chất là họ có theo dõi đầy đủ hay không? Vậy thì luật cờ đỏ chính xác nó là cái gì? Nó được thực hiện như thế nào mà lại để lọt lưới một cái vụ trọng án như thế này? Ngày hôm nay thì chúng tôi lại mời quý vị cùng theo dõi phần phân tích của Tyler Diệp để một lần nữa chúng ta cùng tìm hiểu xem luật cờ đỏ chính xác nó là cái gì. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, để mà giải nghĩa nó một cách rất là bình dân để cho mọi người có thể hiểu được đó, chúng tôi xin mượn tôi và anh Dũng để mình đóng vai nha. Đừng cho tôi đóng vai cái tên nghi phạm xả súng nha. Không đóng vai nghi phạm, bây giờ là đóng vai là những nghi phạm tương lai thôi. Bây giờ thưa quý vị, là cái đó là cái gì? Thì tôi với anh Dũng là bây giờ lấy là quan hệ cha con đi. Nói một cái cho nó dễ hiểu, cha con. Ở chung nhà cũng được, ở riêng nhà cũng được. Nhưng trong thời gian trở lại, ví dụ như độ 6 tháng hay là mấy tháng trở lại đó, tôi thấy anh Dũng anh càng ngày anh càng có những cái lời phát biểu nó hơi cực đoan. Ổng thấy những cái biến cố ở ông đất nước, ổng không có cầm được cái emotion của ổng, mà ổng bắt đầu ổng nói lại nhà ổng hâm là ổng sẽ giết người này giết người kia. Ổng sẽ đi bắn tổng thống này, ổng sẽ đi bắn ứng cử viên kia. Thì tôi là con của anh Dũng, tôi không biết rằng là ba của mình có nói chuyện nghiêm túc hay là tại vì lớn tuổi rồi coi Fox News nhiều quá mới cầm ràm, không chịu được, cho nên nghe mấy cái lời bình luận như vậy chịu không được. Là mà trong nhà là có súng chứ không phải là không có súng. Thì luật cờ đỏ cho phép những người như tôi, con cái trong gia đình, người thân, kể cả bạn bè và nhân viên công lực địa phương có cái quyền biết rằng là ông này ông hay nói những cái ngôn từ như vậy, có cái quyền đệ đơn ra tòa án ở tại địa phương và nói rằng là anh Dũng là người có súng ống và tôi có những cái bằng chứng cụ thể như là tôi đã trực tiếp nghe ổng nói như vậy và ổng hâm là ổng sẽ bắn người này bắn người kia, và tôi yêu cầu là tòa án nên tạm thời tịch thu tất cả những súng ống mà anh Dũng đang sở hữu, những súng ống mà gọi là hợp pháp đấy nha, mà chưa tính đến những chuyện mà súng ống bất hợp pháp thì thôi ai mà biết được. Thì luật cờ đỏ là như vậy. Họ cho người dân cũng như là các nhân viên công lực và thành viên trong gia đình có một cái cơ hội để mà yêu cầu tòa án tịch thu súng ống của những người nào mà có những cái cử chỉ bất thường trong cái thời gian mấy tháng trước. Nhưng luật này nó cũng có một cái giới hạn. Là bây giờ cho là một cái vị thẩm phán ở tại địa phương nghe tôi nói, nghe nhiều người thân bên anh Dũng nói rằng là ông này lúc này ông có vấn đề rồi. Thì như lúc mà ông ở cái lứa tuổi mà 50 thì ông rất là bình thường,
Mà vì ông bước vào 60 thì ông có những cái cử chỉ bất bình thường lắm. Thì bây giờ tòa án nói rằng là anh Dũng đã có những cái lời phát biểu như vậy, tôi sẽ tịch thu súng ống của ông trong vòng 1 năm, và sau đó có thể trả lại, hay là chờ coi rằng là cái tình trạng của ông nó có bình thường hay không. Thì thông thường thưa quý vị, khi mà đã tịch thu rồi đó, 1 năm sau, nếu mà anh Dũng anh không có những cái lời phát biểu gì khác mà nó gây cho người ta cảm thấy là bất an đó, thì tự động là chính phủ sẽ trả lại những khẩu súng này cho anh Dũng. Ở một số thứ bang khác thì cái thời gian 12 tháng nó rút lại còn khoảng những 6 tháng mà thôi. Thì tối đa đó, cái luật cờ đỏ mà tịch thu tạm thời súng ống hợp pháp của một người nào đó thì chỉ có khung thời gian là 12 tháng thôi. Và sau 12 tháng đó, nếu mà cái người đó họ không có những cái cử chỉ gì bất thường thì phải trả lại súng cho họ. Thì đó là cái luật cờ đỏ. Thì bây giờ nếu mà anh Dũng là một cái người mà anh tâm tư chút xíu đó, anh nói là cái thằng này nó để ý mình phát biểu như vậy thì nó lấy súng mình đi, thì giờ mình sẽ ráng kiềm chế cái lời phát biểu của mình, sau 12 tháng mình muốn làm gì thì mình làm, mình đừng có nói nữa. Thì cái luật cờ đỏ này, cái lưới của nó đó, nó cũng rất là rộng, tại vì cũng có thể bắt được vài người, cũng có thể đề phòng được vài trường hợp, nhưng không phải là tuyệt đối. Nếu mà một người nào đó thật sự có âm mưu, có kế hoạch muốn hành hung bằng súng ống của mình một cách hợp pháp thì họ vẫn có thể làm được. Đừng nói đến là chuyện rằng là có những người mua súng bất hợp pháp từ chợ đen nữa, thì bây giờ luật cờ đỏ đó bỏ đi, đem cờ trắng lên để mà phát, chứ có cờ nào để mà tịch thu súng mà gọi là bất hợp pháp của người ta mua. Không biết nói như vậy. Thành ra là nói là luật phải không ạ? Nhưng mà một cái biện pháp để làm sao để kiểm soát được một cách ráo riết và cách triệt để đối với những cái này thì nó rất là khó. Thành ra đây cũng là một cái điều mà chúng ta phải đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, cái dư luận quần chúng, dư luận của những người dân bình thường thì lúc nào người ta cũng muốn là chính phủ phải có được cái điều gì đó. Thành ra qua cái vụ việc mà chính phủ đã đưa ra được cái luật cải tổ súng mới và ký thành luật mới đó, thì ít ra nó cũng cho người ta thấy rằng chính quyền có sự cố gắng ở trong đó, có cái sự ngo ngoe nhúc nhích, còn hơn là cứ ngồi không rồi cứ nói mình phải làm biện pháp này, làm biện pháp kia mà không làm được điều gì cả. Thành ra ít ra thì đó cũng là những biện pháp để làm cho chúng ta an tâm hơn. Nhưng mà còn thực tế nó như thế nào thì chắc chắn là chúng ta cũng phải chờ để xem những cái vấn đề thực tế nó diễn ra, chẳng hạn như qua cái vụ xả súng ở tại Highland Park vừa rồi, và những cái hiệu quả của cái luật này trong tương lai sẽ như thế nào. Và thực tế nó không có tốt hơn, rồi tại vì đó, trong lúc mà Tổng thống Biden vừa mới ký cái luật này, nếu mà anh còn nhớ đó, giờ tối cao pháp viện lại gạt bỏ một số các luật lệ liên quan đến vấn đề mà cho người ta đeo súng ở ngoài công cộng. Thì bây giờ còn có cái kiểu mới rằng là quý vị bây giờ có thể tự do xin giấy phép đeo súng giấu trong người. Thì bây giờ càng ngày đó thì anh thấy rằng là trong những tháng tới đây, trong những năm tới đây, anh đi ra ngoài anh sẽ không biết được rằng là đối phương có đeo súng ở trong người hay không nữa. Hồi đó thì rất là khó khăn, hồi đó là mình phải chứng minh rằng là mình có những lý do chính đáng mới xin được giấy phép đeo súng trong người. Còn bây giờ với cái án lệ mới của tối cao pháp viện đó, là chính phủ không bắt buộc chúng ta phải có những lý do chính đáng. Mình chỉ cần là công dân gương mẫu, trải qua những cái lớp huấn luyện bắn súng cho giỏi, an toàn, biết sử dụng súng an toàn, là được cấp giấy phép đeo súng ở ngoài công cộng mà giấu trong áo hay giấu trong quần. Thì cái vấn đề súng ống nữa đó, chắc là tôi với anh sẽ phải nói thêm nhiều lần nữa, chứ không phải là chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ còn bàn đến. Dù sao thì có cái luật này ra, nó cũng sẽ hạn chế được những cái người mà người ta đang có ý đồ manh nha, muốn thực hiện một cái điều gì đó, người ta nghĩ bây giờ mình làm điều đó nó có thể bị chính quyền hoặc là bị lực lượng cảnh sát người ta để ý nhiều hơn, cho nên người ta dập đi cái ý tưởng nó nhan nhúm trong đầu. Thành ra những cái người mà gọi là lương thiện á, thì họ sẽ đàng hoàng hơn. Còn những cái người mà đó có cái ý định xấu đó thì chắc chắn là nó sẽ không dập được người ta. Tối ngày hôm qua khi mà tôi đi khóa cửa nhà trước khi đi ngủ, tôi nghĩ cái việc mình khóa cửa nhà mỗi ngày đó, mình làm nó theo một cái hình thức mà thật ra nó cũng chỉ để ngăn chặn những người lương thiện thôi, những người đàng hoàng. Còn những kẻ xấu nó có thể đập cửa sổ nó vô nhà mình cũng được mà, đúng không? Tức là có luật gì thì luật chỉ là để ngăn ngừa cho những người không có phát sinh ra những cái ý tưởng xấu thôi. Còn những người đã muốn làm việc đó thì bất kể giá gì họ cũng có thể làm được. Nhưng mà dù sao có cũng vẫn còn hơn không. Cảm ơn phần phân tích của Thái Lai Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi
Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể trở thành hiện tượng. Sự lôi cuốn tỏa sáng của bạn với nụ cười chiến thắng không ngừng. Nơi đây, bạn luôn là một ngôi sao với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thẻ xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty thẻ xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty thẻ xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng thẻ xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim. FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Synchronic xin giới thiệu đầu lọc âm thanh kỹ thuật số mới nhất năm 2022, KSB-1000 Pro White. Với đầy đủ các chức năng mới bây giờ, đặc biệt khác hoàn toàn với những đầu lọc analog có nhiều nút chỉnh, KSB-1000 Pro White đã được chỉnh sẵn, âm thanh rất hay, vô cùng dễ sử dụng và tặng kèm một cặp microphone không dây có khả năng chống hú tuyệt vời. Mọi chi tiết xin gọi 714-450-6666, 143-71 Euclid căn số 2J, nằm tại góc đường Euclid và Hazard, Synchronic.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.